Chào các bạn, Kimberly được quà Christmas sớm nè. Để Kimberly mở ra cho các bạn xem nha. Coi là cái gì đây. Quà Christmas của anh xã. Okay, let's see. Christmas present. Early, huh? Early Christmas present. Oh, wow. Ai. Cái đồ để nghe nhạc. Yippee. Okay. See? Hear both noise cancelling. Là để nó lock ra cái mấy cái sound ở ngoài á các bạn. Hiệu Bose cái đầu nghe tai nè. Kimberly á, đi tập thể dục Kimberly thích nghe nhạc. Mà Kimberly thích hiệu này lắm. Hiệu Bose á, nghe nhạc rất là... Hiệu Bose này á, nghe nhạc rất là hay. Hoặc coi phim cũng hay, cái sound của nó hay lắm. Kimberly đi bộ á, Kimberly hay để tai nghe. Hồi trước Kimberly cũng xài hiệu này rồi à, nhưng mà bằng dây á, có cái kia nó cũng bằng dây mà tròn ngang cổ nữa, nhưng mà cái này nó mới ra nè, Kimberly thích. Wow, cái hộp nhỏ nè, cái này các nó charge trong này được á các bạn, để nó chạc pin luôn á. Ây da, mở sao đây, à đây thôi. Đây nè các bạn, nó nhỏ cái gì nè. Không, đã không? Cái này á, nó lock được cái sao ở ngoài, thành ra cái này nó hơi lớn. Chứ còn có cái nhỏ hơn nữa thì nó không có lock được cái sao ở ngoài. Kimberly, đây một cái này nó hơi lớn tí xíu nhưng mà nó lock được cái sao ở ngoài. Bỏ vô tay nè. Để khi mình đó, nó bị lớn đây nè. Kimberly thích lắm, nghe nhạc ấm, thiệt ấm vậy nè. Nó không có lớn lắm. Chắc là thích luôn. Sao hiệu Bose. Kimberly sẽ để cái link ở dưới á, nếu các bạn muốn mua, các bạn bấm vô cái link đó tìm hiểu nha. Đây nó có cho mình thêm hai bộ size lớn, size medium với size nhỏ, mình có ba bộ tất cả. Còn đây là cộng charge của nó nè, charger nó, cộng dây charge nó nè, mình cắm vô đây mình charge nó. Có nguyên cuốn sách luôn. Để cho mình đọc nè, sử dụng như thế nào. Đâu, Kimberly chúc các bạn Christmas được nhiều quà nha. Kimberly hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp. Bye bye, see you next time. Rất thích. Hiệu Bose. Để mình để nó vô đây, mình chót nữa nè các bạn không? Để vô cái nó chót.